con của chú. Đúng ạ. Nha. Bon qua ghế của con. Ghế của con đâu? Ghế của Bon đâu nhỉ? Ghế của... Kéo được không? Ui dồi ôi. À, mày cho lên này. Mày đợi cái đít này. Mày đợi cái đít này. Lên. Ui dồi ôi. Ngồi xuống. Ngồi xuống đó. À, Mon xin chào ông bà cô chú. Xin chào ông bà cô chú. Vâng ạ. Chào cả nhà, quay trở lại với nhà Thúy và Yuri. Yeah. Ôi dồi ôi, sờm cắt. Xin chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Sao buổi sáng mọi người? Cả nhà đang ăn sáng. Ba bố con mẹ con đang ăn sáng rồi. Bây giờ em Mon ăn gì nhỉ? Trong lúc mà chờ bố lấy sữa chua thì em Mon sẽ ăn một tí tí bánh mì nha. Mẹ cho em Bon ăn một tí tí bánh mì nha. Không thể chờ nữa. Ôi dù ôi, vừa ngủ chưa ngủ đã chứ hả? Mẹ lấy từ từ rồi. Một tí thôi, một tí. Chờ một tí thôi. Nóng, từ từ chờ mẹ tí nhá. Chờ bố tí, chờ bố tí nhé. Chờ bố tí đi con. À chưa? À mẹ chưa? À mẹ nhá nhỉ? À khi nào đâu? Ôi bố bận ăn quá, sợ quá. Cứu quá này. Nóng quá mẹ thôi. Nóng à? Hết nóng rồi nè. Em lấy cái yếm cho em nhá. Yếm rửa chưa xong. Nào, hãy ít thôi chứ. Ý, có ba cái cả. Có thể nữa. Vậy có nghĩa là con không uống nước nữa đúng không? Con bỏ vào ly rồi nè, mẹ không lấy nước cho con uống nữa đâu á. Thôi không ăn nữa, thôi cất nè. Rơi này nữa. Ai hả? Thế thôi con ăn đi. Giờ quá. Cơm của mẹ mà đưa đây, đưa hộp cơm cho mẹ nhanh. Nhanh. Đưa hộp cơm cho mẹ. Cái thằng này thật á. Không à hả? Đưa đưa mẹ cầm, đưa mẹ cầm. Hộp cơm chứ. Hộp cơm của mẹ đó. Thằng đó mình cầm. Yeah.
Okay, he bring to his school now. Coi mẹ cắt coi nào. Ôi như con mèo luôn á. Con muốn ăn kem đúng không? Rồi lấy đi. Được rồi, mẹ cho mở kem lấy kem đi. Lấy kem ăn đi. Mẹ cho rồi đó, lấy kem ăn đi. Đứng lên. Con ăn kem không? Được rồi, qua đây nè, mở kem ăn nhanh. Rồi, mẹ cho lấy đó, lấy đi. Con lấy đi, được rồi, lấy đi, cho đó. Mẹ cho nha. Con ăn cái nào? Cái đó to quá. To lắm, ăn cho bé thôi đây. Đây, cái kem của em Bon này. Đúng rồi, để mẹ bóc cho. Không dạ mẹ hả? Dạ. Dạ chưa? À, lên ghế ngồi ăn. Này vẫn không chịu dạ mẹ nè. Kem rồi đi tắm đi ngủ nè. Mẹ bóc cho. Sợ luôn á. Đang không phải khỏe mà cứ đòi ăn kem đó. Kem tí thon á cả nhà, kem bé tí xin bằng hai ngón tay. Kem tí thon của em Bon á. Cái bụng bự của em Bon á, cái bụng xinh.
cũng sẽ bạn ba đấy. Tìm cái gì đó, lúc nãy mẹ cho ăn con cơm rồi, con không ăn nữa mà. Bây giờ con đói bụng tiếp rồi hả? Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Ngồi bị tướng như ông già. Ăn cái gì dính miệng con? Quán quà. Con gì dính miệng á? Trời quà. Một quà hả? Mẹ lau cái miệng mà, miệng dơ quá. Cái gì dính miệng á? Sữa chua này. Bon ơi, bố về kìa. Phải bố không nhỉ? Không quan tâm luôn à? Bố về. Bố... Ow. Bố mua nhiều đồ quá à? Bố mua nhiều đồ cho em tất. Bố mua sữa cho em Bon đó. Có tủ lạnh đây hả? Ui, đúng rồi, bỏ tủ lạnh giỏi quá. Ui. Kìa, đi ra, theo ta. Là kia to sợ. Nè, đây còn nữa này. Đưa cho bộ, đưa cho bộ. Kì to sợ. Giỏi quá, đưa cho bố, đưa cho bố, đưa cho bố. Mang Kiki vào nhà đi ngủ nhanh nè. Con Kiki vào nhà nhanh. Mang Kiki vào nhanh. Mang Kiki vào. Ừ. Nãy này. Trời ơi vác luôn hả? Đưa Kiki vào đây. Kiki đâu? Chờ em Bon ý. Rồi, vào nhà vệ sinh rửa đít nha. Đi vào đít này, bật điện rồi. Đó, vào đi, vào rửa đít. Ghê quá, rửa đít cho em Bon đã. Con tự bắt ghế lên hả? Ồ hô. Giỏi quá. Chị nha. Con trèo lên giường quá hả? Mẹ cho lên giường nè, mẹ cho lên giường. Sờm quá, giờ chơm cho rồi chưa? Rồi ông mình sướng ngủ, nằm xuống, nằm xuống. Đúng rồi. Ông chưa đi ngủ nè, ông sướng ngủ ngon nè. Mẹ treo đây. Đó. Rồi em Bon ngủ ngon nha, chúc cục Bon ngủ ngon nha, mẹ thương em nha. Hai anh em ngủ ngon nha. Bye bye em Bon. Em Bon bye bye ông bà cô chú đi ngủ nè. Mua, trơm quá. Mua. Mẹ yêu ông nha. Bye bye ông bà cô chú. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và ủng hộ em Bon nha. Hẹn gặp cả nhà vào video tiếp theo. Em Bon ngủ ngon nhé. Mẹ tắt điện nhé. Rồi, ngủ ngon mấy chưa? Ngủ ngon mấy chưa em?